Dù không phải là một chợ dân sinh, nhưng trên phố Yên Thái, Hà Nội lại tập trung nhiều sạp hàng bán thực phẩm ngay tại cửa nhà người dân. Do đó, từ buổi sáng đến trưa, con phố dài khoảng 150m này thường trong tình trạng tấp nập người mua bán thực phẩm. Trước thực tế này, Ủy ban Nhân dân phường Hàng Gai đã triển khai kẻ vạch sơn giới hạn khoảng cách tiếp xúc dọc tuyến phố Yên Thái, từ đầu phố cắt chợ hàng ra đến cuối phố cắt phố hàng mảnh. Song song với giải pháp sáng tạo này, Ủy ban Nhân dân phường Hàng Gai còn triển khai các chốt kiểm soát đo thân nhiệt trên phố. Lực lượng y tế túc trực thực hiện nhiệm vụ đo thân nhiệt và nhắc nhở người dân đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn khi mua hàng. Phố Yên Thái này chính là cái phố hình thành một cái chợ cho tự phát buôn bán, và dân của các nơi rất là nơi nhiều về để buôn bán. Thì phường đã có cái sáng kiến chủ động là kẻ cái phần này để ngăn cách giữa người bán, người mua cũng như là người mua với nhau là đứng cách xa, giãn xa ra để phòng chống cái dịch tốt hơn. Theo quan sát của phóng viên môi trường.net.vn, vừa sáng sớm, lượng người mua bán ở phố Yên Thái đã khá đông. Tuy nhiên, người mua lẫn người bán đều tuân thủ quy định giữ khoảng cách đã được đưa ra. Mình rất an tâm, thứ nhất là không bệnh bị lây nhiễm, ai cũng có khẩu trang rồi. Với những cái khoảng cách như thế thì tất cả các bác đều giữ cho dân mình đều có một khoảng cách để chống bệnh, lây nhiễm. Rất là tốt, thì không có vấn đề gì cả. Rất là hoan nghênh cho phường và bề trên, nói chung là thủ tướng cho đến cấp dưới các ban ngành, người ta đang là chu đáo lo toàn cho cuộc sống của dân như này, là điều rất cảm ơn. Tại phố Yên Thái, Ủy ban Nhân dân phường Hàng Gai còn bố trí các lực lượng chức năng liên tục đi kiểm tra và nhắc nhở những người mua, người bán chấp hành nghiêm quy định.